Phóng viên New Zealand chỉ ra nước cờ cao tay của huấn luyện viên Mai Đức Chung tính đường xa cho Việt Nam ở World Cup. Truyền thông New Zealand không khỏi thắc mắc trước lối đá mà đội tuyển nữ Việt Nam lựa chọn trong trận giao hữu vào chiều ngày 10 tháng 7. Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội chỉ là 6 bậc, tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự số đông, thận trọng lùi sâu đội hình về phần sân nhà của mình. Nhìn chung, trận đấu này giúp cả hai đội rút ra những bài học, tích lũy thêm những tính toán chuẩn bị cho World Cup. Đó là những nhận xét của tờ sport.co.nz ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và New Zealand vào chiều ngày 10 tháng 7. Truyền thông New Zealand vui mừng với thắng lợi 2-0 của đội nhà, tuy nhiên cũng thể hiện sự ngạc nhiên với thế trận đã diễn ra. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam đang xếp thứ 32, kém New Zealand 6 bậc. Dù vậy, thống kê cho thấy đội quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cầm bóng 36%, tung ra 2 cú sút. Trong khi đó, chủ nhà New Zealand có tới 27 pha dứt điểm, trúng đích 12 lần. Tuy nhiên, cầu thủ được chấm điểm cao nhất nhất trận lại không phải cái tên nào bên phía New Zealand. Với 10 pha cứu thua, thủ môn Kim Thanh bên phía tuyển Việt Nam được chuyên trang Sofaco.8,6 điểm, cao hơn cả những cầu thủ ghi bàn như Bốt hay Giác Quy Hen. Một trường hợp khác của đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận được lời khen là tiền vệ Dương Thị Vân. Cô được Sofaco.7,1 điểm, điểm số này cao thứ hai đội tuyển nữ Việt Nam. Thực tế theo thống kê, Dương Thị Vân giành chiến thắng 10 trong 13 lần tranh chấp với đối phương. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1994 còn có 6 pha tắt bóng thành công trong trận đấu này. Điều này phần nào cho thấy thế trận được huấn luyện viên Mai Đức Chung lựa chọn đã giúp các học trò có cơ hội thử thách bản thân ra sao. Đó là chưa kể đến việc toàn đội cũng chưa thực sự thích nghi được với thời tiết lạnh tại New Zealand, khiến cho phong độ chưa được tốt như kỳ vọng để có thể thi đấu đôi công. Trận đấu vừa qua có lẽ đã cho chúng ta biết nhiều hơn về cách đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại bảng E World Cup 2023. Ở đó, họ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và cả Bồ Đào Nha, đội bóng đã thắng New Zealand 5-0 hồi tháng 2 vừa qua. Thoạt nhìn qua, người ta có thể nhận xét rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã chọn một lối chơi chưa thực sự hấp dẫn cho trận gặp New Zealand. Tuy nhiên đừng quên vừa qua họ chỉ thua đội tuyển nữ Đức 1-2. Vì thế, hãy cùng chờ xem đội bóng này có thể mang lại điều gì. Và trước mắt sẽ là trận mở màn gặp đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Phóng viên Andrew Vomen viết trên Waikato Tan. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm một trận giao hữu với Tây Ban Nha vào ngày 14 tháng 7 trước khi chính thức bước vào World Cup. Tuy nhiên khán giả sẽ không thể theo dõi trận đấu này do ban huấn luyện cả hai đội quyết định sẽ cho thi đấu kín để đảm bảo bí mật chiến thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.